Trong một cuộc biểu quyết vào tuần trước, 96% công nhân đồng ý với quyết định đình công đã khiến việc sản xuất dòng máy bay Boeing 737 bị đình trệ ngay tại thời điểm Boeing đang cố gắng đẩy nhanh quá trình lắp ráp. Nguyên nhân của cuộc đình công bắt đầu từ quá trình thương thảo nâng chế độ lương thưởng giữa lãnh đạo tập đoàn và đại diện công đoàn của Boeing diễn ra không như mong muốn. Các công nhân yêu cầu phải được tăng lương 40%. Thế nhưng ông Kelly Osbock, người vừa nhận chức giám đốc điều hành, CEO của Boeing cách đây vài tuần, lại đề xuất khoản tăng lương chỉ 25%. Theo Reuters, hãng sản xuất máy bay và ban lãnh đạo công đoàn đã đánh giá sai mức độ nghiêm trọng của vấn đề và sự tức giận của nhân viên, dẫn đến cuộc đình công kéo dài nhiều ngày gây thiệt hại lớn. Các nhà phân tích chỉ ra Boeing có thể mất hơn 100 triệu đô la Mỹ doanh thu mỗi ngày cho đến khi đạt được thỏa thuận với phía công nhân và chấm dứt cuộc đình công. Giờ đây, ban giám đốc điều hành Boeing cần tìm cách để kiểm soát tình trạng đình công bằng những biện pháp mới trong cuộc đàm phán tiếp tục vào ngày 17 tháng 9. Vào tuần trước, ông West cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay của Boeing là bảo vệ xếp hạng tín dụng của công ty. Nếu cuộc đình công kéo dài, trái phiếu của Boeing có thể sẽ phải đối mặt với mức xếp hạng không khuyến nghị đầu tư, gây cản trở quá trình huy động vốn của nhà sản xuất máy bay này.